Thời gian trôi qua thật mau, mới đó mà đã 7 năm. Đây là những tấm hình của năm 2017 khi mùa Halloween tới. Mình và con trai tới nông trại bí chơi. Đây là những trái bí của năm 2020. Những trái nhỏ thì mình trồng, trái lớn thì mình mua. Còn đây là những trái bí của năm 2024. Đại đa số là mình mua, chỉ có một vài trái là mình trồng. Bây giờ mời cả nhà cùng tới nông trại bí với mình nha. Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Bước vào cổng thì chúng ta sẽ thấy những trái bí siêu to khổng lồ có hình dáng rất là độc lạ, được gửi đến từ các nông trại khác nhau. Trái này giải ba của Jeff Umeyer từ Olympia, Washington, có trọng lượng là 1.468 pound. Trái này giải 2 của Joel Holland từ Sumner, Washington, có trọng lượng là 2.032 pound rưỡi. Trái này của Dave Chen từ Richmond, BC, tức là trái này là từ nước láng giềng Canada, Vancouver nè, có trọng lượng là 2.252 pound rưỡi. Trái này được giải nhất nè cả nhà. Trái tiếp theo này giải tư của Ron Barker từ Bonny Lake, Washington, có trọng lượng là 1.467 pound rưỡi. Cuối cùng là trái giải năm của Stan Du từ Puyallup, Washington, có trọng lượng là 1.127 pound rưỡi. Đây họ để các loại bí khác nhau. Trái bí nhỏ này thì 2 đồng một trái. Ở đây họ bán rau quả tươi rất là rẻ. Một cái bắp cải rất là to như vậy có 3 đồng thôi. Bên này thì có một trái dưa hấu rất là to. Để coi bao nhiêu pound nha. Trái dưa hấu này có trọng lượng là 178 pound rưỡi, được đưa đến từ thành phố Tacoma, Washington, bởi Fred Breuger. Đi tới đây thì ngửi mùi bắp nướng rất là thơm cả nhà ơi. Là phía bên kia họ có một cái lều bán bắp nướng và các loại nước giải khác. Đây thì có mấy người họ đã mua được những trái bí họ đem ra. Đi vào ngày thường cho nên không có đông người. Và trời hôm nay thì cũng không được đẹp. Táo tươi ngon trên này 1.50 một pound. Và các loại cây trái nè, rất là tươi ngon luôn. Đây là cái vé vào cổng, cũng là cái voucher để khi mà mình mua bí thì mình sẽ đổi ra. 7 đồng một người, nhà mình có 3 người thì trả hết 21 đồng. Ở trong kia đã có một số người họ đi vô họ lựa bí. Thì họ đã cắt sẵn những trái bí họ để từng đống, mình có thể lựa ở đó hoặc là mình đi vô trong cái khu nông trại của họ nè.
rồi. A lot. 50 pounds or more. 70 pounds? How many you get? 70 or 50? Maybe 25 pounds. 20 pounds? Được khai nè, cái loại này nó sọc sọc nè. Quá trời luôn. Ra ngay chỗ cái để cái mặt vô chụp hình chứ. Ra đây coi bắp nè, bắp chải bự. Quá chừng luôn. Bắp nè, một cây mấy trái luôn. Nhìn thấy vườn bắp xanh tươi, nhớ lại thời xưa, ba tháng hè về ngoại ô, nghỉ mát với bà ngoại, theo bà ngoại vô rẫy bẻ bắp. Bây giờ mình sẽ đi vô vườn bắp để tìm lại cảm giác thời thơ ấu. Đủ thứ loại luôn nè, nên nó sần sần đó. Có cái trái sần 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 ấp đá không? Đủ thứ loại. Vô. Người tình vườn bắp. Bến Thượng Hải à, vườn bắp. Nè, mấy cái trái này ngộ chứ nè. Nè, màu đen với màu cam, giống như con cá luôn nè. Đó, ngộ ha.
Ở vườn bắp thì họ cũng cho mình vô bẻ bắp rồi ra tính tiền đó cả nhà. Nhìn vườn bắp mình thiệt nhớ ngoại luôn. Những ngày bên ngoại hai bà cháu tối ngày cứ ăn bắp suốt luôn. Vào tháng này thì ở đây là mùa bắp cho nên bắp tươi rất là ngon. Đi lựa trái nào đẹp đẹp. Pick the nên đen bỏ vô trong cái này. Lấy một orange. Trái đó đâu đẹp đâu. Ờ đó. Không, nó bị thối bên rồi kìa anh. Đây nè cái trái này. Nó đều đều quá, nó đều đều, nó mập mập, nhìn nó đẹp. Cái đó em nghĩ đó được ta. Trái màu trắng không á? Không thích trái màu trắng không hả? Nó hư rồi. Trái đó được á. Trái này, trái đó nhiều muối đẹp. Được rồi. Trái này. Quả đéo màu trắng. Quả đéo màu trắng. Quả này nó giống như quả mứt. Yeah, they are so cute. There's so many. Yeah, thank you so much. Sure. Do we have any other pick little normal like orange ones? This kind like this. Huh? Yeah. Not this one. Right here. And this one like this. Wait, are they out that shirt? Trái này không đẹp, lấy trái khác đi. Nó giống mà một kiểu, đây nè, cái trái này bự nè. Nó quẹo quẹo vậy nó mới đẹp. Nó... này nè, nó giống vậy. Lấy mấy trái sần sùi nè. Ngộ ngộ á. Mà trồng nó ghê. Ờ, không đẹp hả? Nhìn nó anh quanh. Ở lấy... ờ. Cái quả bên orange bên hai quả. Không thích trái sần sùi. Super Mario. Say hi to Super Mario. Say hi to baby Han. Aaliyah. Aaliyah. Okay. Okay, thank you. Okay, Sisa. Thank you so much. Nãy giờ đi mấy bạn nhỏ thấy Super Mario rất là thích luôn. Em mua quả chám bán 55 cent một pound. Chắc bằng giá. Mấy trái nhỏ thì nó bán quả, còn mấy trái lớn nó bán pao. Trái lớn mà có chiếc trái dẹp dẹp giống hồi trước mình nè. Đây nè cái trái mà không đẹp ha, nó chày hết trơn rồi. Nó không đẹp. Này là trái loại mình lựa đó, nhưng mà nó là nó trái lớn thôi, nó giống nhau. Ở này không thích trái lớn. Nhà mình có rồi mà. À, nhà mình có này rồi. À, màu orange, one more orange. How about this one right here? How about this one? This one nó về nấu canh cho nó. How many the cow?
cho màu xanh nữa, lấy màu green nữa. 10 là đủ rồi. 11, so make it. Super Mario, pull the car Super Mario. Rồi, mình chỉ mua chút xíu cho vui thôi, bây giờ đi ra tính tiền. Đây có rám rau cải, nó bay hột, nó mọc ven rạch nước nè, tốt chưa? Quá chừng rau cải luôn. Trước khi mà ra tính tiền thì cũng có người đứng kiểm tra bí và vé vào cổng của mình. How much for that one? $9. Give it to me. 9 đồng một bịch bắp nổ. And here, Anh. Cái này là bắp tím nè, 1 đồng 99 một pound. Đây là bắp cải nhỏ nhỏ, ăn nhẫn nhẫn, đắng đắng, ngon lắm cả nhà. Hôm nay khi ra cửa thì trời mưa, mình cầu xin trời khi mình tới đây ngưng mưa để cho mình chơi quay phim. Thì khi mình tới nơi á, thì trời ngưng mưa và mình chơi vừa xong, ra về bắt đầu lại đổ mưa trở lại. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.